Sau sự ra đi mới đây của Kurama thì các bạn có đang thắc mắc là các vĩ thú còn lại đang ở đâu và đang làm gì không? Và liệu rằng các vĩ thú còn lại sẽ hành động gì khi mà giờ đây vĩ thú mạnh nhất Kurama, một trong những người anh em của họ đã phải hy sinh để chiến đấu với một Otsutsuki để bảo vệ cho hòa bình thế giới? Các bạn có nghĩ rằng các vĩ thú còn lại sẽ hợp sức để trả thù hay sẽ cùng nhau chung tay một lần nữa khi đại chiến ninja lần thứ tư cùng với loài người chống lại thế lực Otsutsuki? Có lẽ giờ đây, những fan hâm mộ Naruto vẫn còn đang có nhiều câu hỏi tương tự trên. Vậy nên trong video này, chúng ta hãy cùng nhau cập nhật tình hình các vĩ thú hiện tại và đưa ra một giả thuyết cho tương lai của các vĩ thú nhé! Nhất vĩ, Sukaku. Sau khi được đưa đến làng lá và ở nhà của anh Bảy một thời gian ngắn với cơ thể được phong ấn trong ấm trà, thì giờ đây, Nhất Vĩ được đưa đến một nơi bí mật để tránh khỏi tai mắt của hội Kara. Mặc dù chỉ là ở nhà của Boruto trong một thời gian ngắn, thế nhưng Sukaku đã có những kỷ niệm rất vui và biết được một bí mật thú vị của Kurama vào ngày mà Naruto nhậm chức Hokage. Ngoài ra, Sukaku cũng trở nên rất thân thiết với Himawari khi con gái của Naruto đã dành thời gian của mình để vui chơi cùng Nhất Vĩ. Trước khi rời khỏi nhà của anh Bảy, thì Sukaku còn vẫy tay chào Himawari với một tâm trạng rất vui vẻ và yêu đời. Hiện giờ thì Sukaku đang ở đâu thì không ai biết, vì theo như lời của Naruto trong anime Boruto tập 126, thì Sukaku đã được đưa đến một nơi bí mật để bảo vệ và có lẽ khả năng cao là Nhất Vĩ không còn phải bị phong ấn trong chiếc bình trà nữa. Chắc chắn là đến hiện tại, sau khi Kurama tan biến trong tiềm thức của Naruto, thì các vị thú khác nói chung và Sukaku nói riêng đều đã biết chuyện, dù cho họ không ở cùng một không gian. Mình nghĩ là cảm xúc của Sukaku sẽ rất khó diễn tả khi mà kẻ mình luôn ghét và cãi vã mỗi khi gặp mặt lại đột ngột ra đi. Và có lẽ là Nhất Vĩ cũng sẽ cảm thấy buồn vì Yuji, Kurama và Sukaku là cùng một thập vĩ mà ra, nên có thể coi như họ là anh em với nhau. Sắp tới theo mạch truyện của Boruto sẽ dần trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều khi mà giờ đây Sak đã không còn Rinnegan và Nano đã không còn Kurama. Chính vì thế mà nếu phải đối đầu với những thế lực Otsutsuki như Momoshiki, thì ở tương lai xa, khi mà Kama trên người Boruto được mã hóa hết và Code bày tôi trung thành nhất với Isiki với sức mạnh từ Bạch Kama ở tương lai gần, có lẽ Naruto và những người bạn sẽ phải cần đến sức mạnh của các vĩ thú và tất nhiên trong đó có cả Nhất Vĩ. Vậy nên mình tin là nếu như trong tương lai thế giới cần đến Nhất Vĩ thì Sukaku chắc chắn sẽ sẵn lòng giúp đỡ theo lời gọi của Naruto. Nhị vĩ. Trong tập 126, khi Naruto tổ chức cuộc họp các vĩ thú thì Matatabi đã vắng mặt vì đang bận đi phượt. Theo như suy đoán thì có lẽ Matatabi đang trú ngụ trong một khu rừng và có lẽ là khu rừng này thuộc về lãnh thổ của làng mây. Vì chúng ta đều đã biết, sau đại chiến ninja lần thứ tư kết thúc thì các vĩ thú vẫn được các làng ninja quản lý. Chính vì thế mà có lẽ là Matatabi vẫn còn đang ở làng mây nhưng không rõ là đang nằm trong sự kiểm soát của làng mây hay không. Vì theo như lời của tứ vĩ Son Goku thì các vĩ thú vẫn thích được sống tự do theo ý muốn của mình hơn, và lục vĩ Saiken cũng đã nói là dù có người có muốn bảo vệ các vĩ thú thì chưa chắc là họ đã sẵn lòng chấp nhận giúp đỡ. Và theo như giả thuyết của mình thì có lẽ Matatabi đã được tự do lựa chọn nơi mà mình sinh sống và không cần phải chịu sự kiểm soát của làng mây nữa. Thậm chí là có thể hiện giờ Matatabi đang không còn ở trong lãnh thổ của Lôi Quốc. Nhưng đó cũng chỉ là giả thuyết của mình thôi, vì thực tế cũng chưa chắc là Matatabi không còn chịu sự quản lý của làng mây. Giống như trường hợp của Sukaku, mặc dù tự do, nhưng Nhất Vĩ vẫn được giao cho làng cát quản lý và bảo vệ. Vì vậy mà mình tin rằng, có lẽ Nhị Vĩ cũng là trường hợp tương tự, và hiện tại, để gặp được Nhị Vĩ với Naruto, có lẽ cũng không quá khó khăn, khi Nano vẫn có thể kết nối với Nhị Vĩ thông qua tiềm thức. Và nếu như Naruto cần đến sự giúp đỡ của Nhị Vĩ, thì có lẽ Matatabi vẫn sẽ đồng ý. Nhưng nếu muốn bảo vệ cô mèo khỏi Otsutsuki như cách mà đã làm với Sukaku thì có lẽ sẽ là một vấn đề khó khăn. Vì như Lục Vĩ đã nói, các vị thú không thích bị kiểm soát mà chỉ muốn được tự do mà thôi. Tam Vĩ. Hiện giờ, tung tích của Tam Vĩ ở đâu thì vẫn chưa được đề cập đến. Nhưng có lẽ là Tam Vĩ là một trong số ít vị thú hiếm hoi không thuộc về bất kỳ ngôi làng nào. Và có lẽ Isobu cũng là vị thú duy nhất được tự do theo đúng nghĩa đen. Trước kia, khi Hashirama phân chia vị thú cho các làng, thì Saiken, Lục Vĩ và Isobu là hai vị thú thuộc về làng sương mù. Nhưng kể từ sau cái chết của Jinchuriki cuối cùng của Isobu là Yagura, thì Tam Vĩ đã không thuộc về làng nào hết. Vì vậy mà nó đã đi đến sinh sống ở một cái hồ và sau đó bị bắt bởi chùm khủng bố Deidara và chúa hề Tobi.
Có lẽ là sau đại chiến ninja lần thứ tư, Tam Vĩ vẫn quay về cuộc sống như trước kia của mình. Và có thể là cũng quay lại cái hồ năm xưa để tiếp tục sống. Trong cuộc họp với Naruto trong anime Boruto, Isobu đã có mặt và nói với Naruto là các vĩ thú vẫn sẽ nghe theo lời kêu gọi của Naruto vì chúng đều mang ơn Nano. Nếu như giả thuyết của mình về Isobu là đúng, thì có vẻ việc tìm Tam Vĩ cũng sẽ không phải là vấn đề quá khó. Và có vẻ là Tam Vĩ cũng không có mối thù hằn với con người quá là nhiều. Bởi lẽ trong quá khứ, Isobu cũng đã từng có một Chinchuriki hoàn hảo là Yagura. Vì vậy mà có lẽ Tam Vĩ vẫn sẵn sàng nhận lời giúp đỡ và chịu sự giám sát của làng sương mù với mình. Vì Isobu biết là con người cũng chỉ bảo vệ vị thú khỏi Otsutsuki mà thôi. Với những lời nói của Tam Vĩ dành cho Naruto, thì có lẽ là Isobu sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ con người nếu như cần đến sức mạnh của Tam Vĩ để chống lại Otsutsuki, Momoshiki hay Kot, vì Isobu rất tin tưởng Naruto. Tứ Vĩ là vĩ thú đầu tiên sau Kurama và Gyouki trò chuyện với Naruto. Có thể nói, mối quan hệ của Nano và Son Goku khá là thân thiết. Còn nhớ lần đầu tiên Naruto gặp mặt và nói chuyện với Son Goku, Nano đã thành công khi lấy được lòng tin của Tứ Vĩ. Và nhờ vậy mà Son Goku đã thuyết phục các vĩ thú còn lại đặt niềm tin vào Naruto. Chính nhờ vào điều đó mà Naruto mới có được chakra của tất cả 9 vĩ thú và có thể đi sâu vào nơi tiềm thức của các vĩ thú và Naruto kết nối với nhau. Vì vậy mà có thể nói, giữa Naruto và Son có một mối quan hệ thân thiết hơn vài vĩ thú khác. Tứ Vĩ có lẽ hiện giờ vẫn đang nằm trong sự quản lý của làng đá. Vì theo như cách mà Son Goku giải thích về những vĩ thú vắng mặt, thì có lẽ là Tứ Vĩ vẫn đang được làng đá bảo vệ. Son Goku cũng là vĩ thú mà mọi người đặt giả thuyết là sẽ phù hợp với Naruto để trở thành Chinchuriki sau sự ra đi của Kurama. Và anh Bảy hiện giờ đã không còn mạnh như xưa nữa. Vì chúng ta cũng có thể thấy là Son và Nano đã rất thân thiết. Đã vậy, sức mạnh của Son cũng khá là đáng gờm khi Tứ Vĩ đủ sức ném bát vĩ Gyouki đi. Một phần nữa là Son và Na khá là hợp nhau khi cả hai lần đầu tiên nói chuyện và Nano đã khiến cho Tứ Vĩ có cảm tình. Thay vì gọi ông là Tứ Vĩ thì Na muốn gọi Son bằng thẳng tên. Chính vì thế mà có lẽ Son Goku và Naruto sẽ rất hợp nhau nếu Naruto trở thành Chinchuriki của Tứ Vĩ. Có lẽ hiện giờ Tứ Vĩ đã được đưa đến một nơi bí mật nào đó để được bảo vệ. Vì theo như lời của anh Bảy trong Boruto tập 126, các vĩ thú thuộc các làng đều được trông coi rất cẩn thận và có lẽ Son Goku cũng nằm trong số đó. Ngũ Vĩ cũng được giao cho làng đá như Son Goku trong cuộc họp ngũ đại Kage lần đầu tiên. Kokuo là một vĩ thú ưa chuộng hòa bình và rất lịch sự, nhờ vậy mà Han mới có thể trở thành một trong ba Chinchuriki hoàn hảo. Hiện tại thì Ngũ Vĩ có lẽ là vẫn còn đang sinh sống trên vùng lãnh thổ của Thổ Quốc. Vì trong hồi tưởng của Naruto trong cuộc họp vĩ thú, quang cảnh nơi mà Kokuo đang chạy có địa hình rất giống với Thổ Quốc, với những sa mạc và những tảng đá vôi nhọn. Sau cuộc đại chiến ninja lần thứ tư thì Ngũ Vĩ tuyên bố rằng nó muốn sống một cuộc sống ẩn dật. Vì vậy mà có lẽ là Kouke không còn thuộc kiểm soát của làng đá nữa. Kouo cũng cùng với Matatabi và Chomei là ba vĩ thú vắng mặt vì bận tập chạy cho giảm mỡ bụng sau bao năm ăn chơi không chiến đấu. Coco muốn ở ẩn cũng chính vì là Ngũ Vĩ muốn sống một cuộc sống tự do và hạnh phúc và làm những điều mà mình thích. Chính vì thế mà Kokuo cũng từ chối sự giúp đỡ của con người để bảo vệ mình khỏi Otsutsuki vì nó vẫn chưa thực sự đặt lòng tin vào con người và sợ bản thân sẽ bị bắt lại. Nhưng có lẽ là Kokuo vẫn rất tin tưởng Naruto vì Nano có ơn rất lớn với tất cả 9 vị thú trong đại chiến ninja lần thứ tư. Vì vậy mà có lẽ Ngũ Vĩ sẽ vẫn đồng ý giúp đỡ Naruto nếu như anh Bảy cần đến sức mạnh của nó để chống lại thế lực Otsutsuki và bảo vệ trái đất. Mặc dù là tin tưởng Naruto, nhưng Ngũ Vĩ vẫn chưa tin tưởng con người sau khi nhiều lần bị loài người hành hạ và phong ấn trong quá khứ. Chính vì thế, nếu như Naruto không mở lời nhờ vả, thì có lẽ là Kokuo, dù có nguy hiểm đến mình, khi các Otsutsuki đang săn lùng vĩ thú, Ngũ Vĩ cũng sẽ không nhờ sự giúp đỡ của con người. Vì dẫu sao, Kokuo vẫn chưa tin tưởng con người sau những gì đã gây ra. Lục Vĩ khác với những vĩ thú khác, khi mà có vẻ Saiken khá là khiêm tốn trên anime khi đã chủ động giới thiệu bản thân và có vẻ Lục Vĩ không tự phụ và độc ác như anh em của mình. Khi Utakata vẫn còn là Chinchuriki của mình thì Saiken đã đồng ý giúp đỡ Utakata giải cứu Hotaru khi cho anh mượn sức mạnh của mình. Nhưng thay vì chiếm lấy cơ thể của Utakata như những vĩ thú khác thường làm bằng cách dùng thù hận bao phủ lấy họ thì Saiken chỉ đơn giản là rút vào lại bên trong cơ thể của Chinchuriki của mình.
là vĩ thú có lượng chakra đứng thứ tư, nên Seiken cũng là một trong các ứng cử viên thay thế cho Kurama để Naruto trở thành Jinchuriki. Seiken cũng có mặt trong cuộc họp các vĩ thú và lục vĩ rất thân thiện với Naruto. Có lẽ là hiện giờ lục vĩ vẫn còn đang thuộc sự bảo hộ của làng sương mù, vì sau cuộc đại chiến ninja lần thứ tư thì Seiken đã mất đi Jinchuriki của mình và có vẻ cô Opson cũng không có nơi nào thực sự để có thể sinh sống. Vì vậy mà Seiken vẫn chưa có dự định gì trong tương lai khi các vĩ thú chia sẻ với nhau về những việc làm sắp tới. Seiken mặc dù có mặt trong cuộc họp của Naruto và các vĩ thú, nhưng cũng không có quá nhiều thông tin lục vĩ tiết lộ về bản thân. Thế nhưng, nếu như Seiken được con người đề nghị bảo vệ, thì có lẽ cô sẽ không từ chối, vì theo như lời Seiken nói là có một số người trong bọn họ không muốn được con người giúp đỡ, ý nói những vĩ thú vắng mặt. Vì vậy mà có vẻ là Seiken hiện giờ đã được làng sương mù lên kế hoạch để bảo vệ khỏi Otsutsuki. Thất vĩ. Không có quá nhiều thông tin về thất vĩ Choumei từ sau lần hiện diện cuối cùng sau khi Naruto và đội 7 phong ấn thành công mẹ thỏ. Choumei đã chia sẻ với các vĩ thú là mình sẽ về nhà nhưng không nói rõ là ở đâu. Trong anime Boruto thì Naruto cũng không nói rõ là Choumei đang ở đâu, và trong bối cảnh hồi tưởng chúng ta chỉ thấy Choumei đang bay mà không cần phải chơi đồ và trên đầu là bầu trời. Chính vì thế mà giả thuyết của mình là Choumei đang đi phượt và có lẽ sẽ không chịu sự bảo hộ hay kiểm soát của bất kỳ làng ninja nào khác. Choumei hiện giờ cũng không đặt lòng tin vào con người khi thất vĩ từ chối sự giúp đỡ của con người trong việc bảo vệ mình, nhưng vẫn rất tin tưởng Naruto, mặc dù Choumei vẫn không tham gia vào cuộc họp vĩ thú. Bác vĩ là vĩ thú thân thiện nhất với Naruto ở thời điểm hiện tại sau sự ra đi của Kurama. Bác vĩ hiện tại vẫn đang ở trong cơ thể của Killer Bee, và tất nhiên lão bạch tuộc vẫn đang ở làng mây rồi. Trong cuộc họp với các vĩ thú thì Naruto đã hỏi thăm Gyuki sau khi Bee và bác vĩ đã bị Momoshiki hành cho không trượt phát nào và bị gã Otsutsuki bóc đi một lượng chakra khá là nhiều. Rất may là Gyuki và Bee chỉ bị thương và sau đó đã bình phục trở lại. Có lẽ sắp tới Nano sẽ phải cần đến sức mạnh của Bee và bác vĩ nếu phải tiếp tục đụng độ với Otsutsuki. Vì giờ đây, bác vĩ chính là vĩ thú có kinh nghiệm chiến đấu với Momoshiki nhất khi đã đụng độ với tên ngoài hành tinh này. Và chắc chắn là chỉ cần Naruto thì Bee và Gyuki sẽ lập tức hỗ trợ, vì giữa họ là một tình bạn kháng khích và lâu năm. Đặc biệt là cả Bee và bác vĩ đều rất tin tưởng Naruto. Thập vĩ. Hiện tại, chỉ còn duy nhất một con thập vĩ được cất giấu ở một chiều không gian khác và nó đang được canh giữ bởi Kot. Nhân vật sẽ là phản diện tiếp theo trong Boruto. Trong manga Boruto chap 55, chúng ta có thể thấy là thập vĩ của Isiki hiện giờ vẫn chỉ còn non và có hình dạng khá nhỏ, và nó vẫn chưa hấp thụ chakra của hành tinh nào cả. Chính vì thế mà Isiki đã dặn dò Kot là hãy tìm một hành tinh và trồng thập vĩ, sau đó ăn trái của thần thụ và hắn sẽ có thể trở thành một Otsutsuki. Sau đó, tiếp tục lặp lại hành động này cho đến khi Kot trở thành một vị thần bất khả chiến bại. Như vậy thì có thể thấy là có lẽ thập vĩ của Isiki có thể sẽ không phải là thập vĩ duy nhất còn lại, mà ở đâu đó vẫn còn các thập vĩ khác. Chính vì vậy mà Isiki mới nói với Kot như vậy. Hoặc cũng có thể là thập vĩ sau khi hút hết chakra của một hành tinh và bị ăn mất trái chakra thì sẽ bị thu nhỏ lại và trở thành một thập vĩ như hiện tại và sẽ được trồng lại một lần nữa. Vì trong quá khứ chúng ta cũng đã biết, sau khi mẹ thỏ Kaguya ăn trái chakra thì bà ta vẫn tiếp tục trồng được thần thụ và có một con thập vĩ không rõ là của Kaguya hay từ thần thụ sinh ra, nhưng nó cũng đã được mẹ lục đạo triệu hồi để chiến đấu với hai người con trai của mình. Và như mình đã nói, thập vĩ hiện tại chỉ là con non, nên gần như không phải là mối đe dọa quá lớn. Có thể trong tương lai, đây sẽ là vấn đề vô cùng nan giải với Naruto hoặc Boruto. Và đó là tình hình các vĩ thú hiện tại và một số giả thuyết của mình về các vĩ thú. Các bạn có cảm thấy những giả thuyết của mình hợp lý hay không? Liệu bạn có những giả thuyết nào thú vị hơn? Hãy comment ở dưới phần bình luận cho mình biết với nhé. Mình muốn quảng cáo một chút. Nếu bạn vừa phát hiện ra một điều gì đó thú vị về Naruto mà không biết chia sẻ với ai, thế thì hãy đến với làng chế ảnh Naruto của mình, nơi mà bạn có thể tự do chia sẻ những hình ảnh hay những sự thật mà bản thân vừa mới phát hiện ra trong phim, kể cả trong truyện, để chia sẻ cho mọi người và cùng nhau xem. Đồng thời, bạn cũng có thể xem những ảnh meme siêu bựa, siêu hài hước của cộng đồng. Và còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay nhấn vào đường dẫn ở phía dưới phần mô tả để trở thành một thành viên trong làng chế ảnh Naruto cùng bọn mình nhé.
Và nếu bạn cảm thấy video này thú vị thì hãy để lại cho mình một like, một share để ủng hộ mình. Và đừng quên nhấn đăng ký cùng nút chuông thông báo nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với Bèn Chạy Điện Tử, để không bỏ lỡ những video thú vị mà mình sẽ ra trong tương lai nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại.